Hầu hết những cây đàn piano cơ cũ nhập khẩu từ Nhật Bản đều đẹp về hình thức, nhưng sự khác nhau chính là chất lượng âm thanh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Chúc quý vị luôn là người tiêu dùng thông minh. Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe Mr. Tuấn Lưu test một chút âm thanh của một cây đàn piano cơ ngoài dòng ở phân khúc tầm giá 30 triệu. Chắc hẳn nhiều quý vị sẽ ngạc nhiên bởi vì tại sao một cây đàn piano cơ ngoài dòng âm thanh của nó lại hay như vậy. Nó có thể sánh với những cây đàn Yamaha ở phân khúc giá tiền hơn nó một chút. Vâng, thưa quý vị, với tôn chỉ của Tuấn Lưu Piano, chúng tôi luôn luôn đặt chất lượng âm thanh của những cây đàn lên hàng đầu, cho dù là bất kể loại đàn gì ở tầm giá phân khúc nào. Và những cây đàn mà chúng tôi nhập về, những cây đàn mà chúng tôi chọn lựa thật kỹ để bán tới khách hàng, đó phải là những cây đàn có chất lượng âm thanh tốt nhất. Và giá tiền thì nó phù hợp với từng cái model, từng cái dòng đàn. Ở một lát nữa, quý vị sẽ được nghe Mr. Tuấn Lưu sẽ test tiếp một số cây đàn khác, không phải riêng một cây, để quý vị thấy được cái mức độ hài hòa về âm thanh, độ hay của từng cây đàn. Mặc dù đây là những cây đàn ngoài dòng, có thể nói là những cây đàn ở phân khúc giá tiền thấp nhất trong những cây đàn nhập từ Nhật Bản mà chúng tôi nhập về để cung cấp cho khách hàng. Như quý vị có thể thấy ở đây, chúng tôi có rất nhiều những cây đàn ngoài dòng mang các cái thương hiệu khác nhau đều nhập từ Nhật Bản. Chúng tôi có màu trắng, màu nâu đỏ, màu cánh gián, màu ngọc bích, màu đen, rất nhiều màu. Và đặc biệt rằng chỉ có những cây đàn ngoài dòng mới có nhiều màu sắc và kiểu dáng phong phú đẹp như thế này. Đây, để ví dụ, đây là một cây đầu tiên, đây là cây đàn Aslat. Như quý vị đã biết, Aslat là một trong hơn 60 thương hiệu sản xuất đàn tại Nhật Bản. Và có rất nhiều, trong Aslat thì có rất nhiều cái model khác nhau. Tuy nhiên, với Tuấn Lưu Piano thì chúng tôi vẫn thường nói với khách hàng không quan trọng là thương hiệu nào. Thương hiệu ngoài dòng thì nó có hơn 60 thương hiệu. Không nhất thiết là quý vị phải chọn cái thương hiệu nào, bởi vì bất kể một thương hiệu đàn ngoài dòng nào, nhưng cái quan trọng là chất lượng cây đàn đó còn tốt hay không. Điều đó mới là quan trọng với chất lượng của một cây đàn. Đây, chúng ta có thể thấy rằng một cây đàn Aslat màu nâu đỏ, hay còn gọi là màu mận chín. Quý vị nếu xem trực tiếp, quý vị sẽ ngất ngây vì vẻ đẹp của những cây đàn này. Đây là cây đàn mà chúng tôi nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản về và còn nguyên bản 100%. Cái đàn này có tên là Aslat, model là A55M. Kích thước của cây đàn này là size 3, size to nhất, giống như size 3 của hãng Yamaha. Đây là chiều cao là 1m33. Quý vị có thể thấy cái tem ở đây chúng tôi nhập về từ Nhật Bản. Vẫn còn. Và cái tem này nói lên cây đàn này sản xuất năm 1977. Ba pedal made in Japan. Rất đẹp. Và đây, bên cạnh cây đàn này lại là một tiếp tục một cây đàn Atlas, vẫn là size 3. Nhưng cây đàn này có màu rất đặc biệt, đó là màu cà phê. Màu cà phê quý vị ạ, đặc biệt lắm. Và điều quan trọng rằng tất cả những cây đàn chúng tôi nhập nước sơn đều nguyên bản 100%. Có thể có một đôi chỗ bị sứt nhỏ, chấm nhỏ, chúng tôi chấm vào thôi. Nhưng hoàn toàn tất cả những cái nước sơn này đều là 100%. Chính vì thế mà nó rất bóng. Và cái độ bền của những nước sơn của Nhật thì quý vị biết rằng nó sẽ kéo dài với thời gian, chắc chắn rồi. Đây, nếu nhìn gần sẽ thấy rằng cây đàn này có một cái màu rất là đẹp và đặc biệt. Nó rất phù hợp với những căn hộ mà sử dụng những cái sàn gỗ mà màu nâu sậm, thì cây đàn này vào rất nổi bật, rất đẹp. Đó, kiểu dáng chân thẳng, cũng có rất nhiều cái đường nét tỉ mỉ ở bên trong. Nếu quý vị nhìn trực tiếp, quý vị sẽ thấy hết được cái vẻ đẹp của cây đàn này. Rất đẹp. Size 3, chiều cao cũng là 1m33, chiều dài là 1m52.
và chiều dày của bàn phím là 66 cm, cân nặng là 235 kg. Rất đẹp, màu nâu đỏ hay là màu cà phê, và đây là cây màu trắng. Những cây đàn màu trắng thì có một cái đặc biệt, đó là thường là kê vào những căn hộ mà cũng sử dụng cái tông màu trắng, các cái nội thất màu trắng và màu thất mang cái phong cách Louis 14-15 thì những cây đàn màu trắng này rất là hợp, và nó là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nó tô điểm thêm, nó làm cho căn phòng của quý vị thêm phần sang trọng và quý tộc. Quý vị có thể nhìn thấy ở đây một chiếc ghế cũng đi theo đàn, một chiếc ghế cũng là chân hươu uốn lượn rất đẹp. Đây là cây đàn mang thương hiệu Ellington, cũng là một thương hiệu đàn ngoài dòng. Và tiếp theo đây là một cây đàn màu đen, cây đàn này có tên là Crown. Đây, như quý vị có thể thấy rằng cái tem cây đàn này là sản xuất năm 1974. Cây đàn này là size 2, chiều cao là 1m27. Đó, rất đẹp. Kích thước của size 2 thì thấp hơn size 3 khoảng 6 cm với những cây đàn ngoài dòng. Nó nhỏ gọn hơn một chút, nó phù hợp với những căn phòng nhỏ hơn một chút. Nhưng chất lượng âm thanh của cây đàn này cũng rất tốt, rất hay. Một lát nữa tôi sẽ test để quý vị nghe tất cả âm thanh của những cây đàn mà tôi giới thiệu ở đây. Rất đẹp, đẹp xuất sắc, màu đen. Với những cây đàn ngoài dòng ở người Nhật Bản sử dụng cũng rất nhiều, bởi vì ở một cái mức giá phù hợp, hợp lý. Và chất lượng đàn cũng rất tốt. Nếu như chọn được những cây đàn còn chất lượng tốt thì quý vị có thể luyện tập chơi nó cũng rất là hay. Và quan trọng nữa rằng người Nhật người ta sử dụng nó rất là phù hợp, hợp lý, hợp túi tiền. Người ta có điều kiện tầm nào thì người ta mua tầm đó. Cũng giống như quý vị cũng vậy, nếu quý vị thích thì quý vị có thể có điều kiện thì quý vị mua những cây đàn cao cấp hơn. Còn nếu không thì một cây đàn ngoài dòng là một sự lựa chọn rất tốt. Tiếp theo đây là một cây đàn tiếp theo màu nâu đỏ. Quý vị có thể nhìn thấy, đây tôi quay lại gần. Ở vân gỗ của cây này rất đẹp, rất đẹp, nhìn rất bóng, nó phản chiếu mọi cái đồ vật xung quanh, quý vị có thể nhìn thấy ạ. Bóng lắm. Cây này có tên là Hellman, một thương hiệu đàn ngoài dòng của Nhật Bản, còn rất mới. Mọi chi tiết ở trên đàn đây chúng ta có thể thấy là cây này là 1m26, cũng có thể nói là size 2, sản xuất năm 1984. Như vậy cây này là khá mới quý vị ạ, 1984 quý vị nhé. Một lát nữa quý vị sẽ xem bên trong máy của cây đàn này cũng còn rất mới. Đây là phía bên trên của đàn, rất bóng, màu nâu đỏ rất đẹp. Và chân của cây đàn này cũng là uốn lượn chân hươu, và chắc chắn là một cái ghế đi theo cây đàn này cũng sẽ là uốn lượn chân hươu, và là cũng là ghế chúng tôi nhập khẩu từ Nhật Bản. Tất cả những cây đàn Tuấn Lưu Piano bán, từ những cây đàn ngoài dòng đến những cây đàn Yamaha, đều ghế nhập khẩu từ Nhật Bản. Chúng tôi đồng bộ đàn màu nào ghế màu đấy, chứ không lắp ghế cọc cạch lấy từ cây nọ sang cây kia. Bàn phím cũng còn rất đẹp, tất cả mọi thứ đều rất đẹp, có thể nói rằng hoàn hảo. Ở mỗi lần được ngắm những cây đàn này tôi thực sự cảm thấy rất xao xuyến, bởi vì đây là một cái tinh hoa của người Nhật người ta đã đưa vào trong những cây đàn. Và tiếp theo đây là một cây đàn màu đen. Màu đen, quý vị có thể nhìn thấy đây, cây này cũng là cây size 2. Cây size 2 và cây này có tên là Antenna. Antenna thì nếu như những quý vị đã xem những cái video tôi giới thiệu về những cây đàn ngoài dòng thì quý vị cũng có thể nhận thấy đây là một cây đàn có thương hiệu con của hãng Yamaha. Thương hiệu con của hãng Yamaha. Hãng Yamaha, cái thương hiệu đầu tiên là tất cả những cái đàn là tên là Yamaha, nhưng sau đó thì có Miki, có Antenna. Thì những cái đàn này cũng được đánh giá, được sản xuất nó đại trà nhiều hơn, nó giống như cái đàn ngoài dòng. Và tầm giá của nó cũng là trên dưới 30 triệu. Đây, Tekiwaki. Cái đàn này cũng còn bên trong rất đẹp, và cái đàn này được sản xuất năm 1968. Như vậy là nó tương đương với cái series sản xuất U1. Quý vị nhé, U1E nó sản xuất từ 1965 đến 1969, thì cây đàn này là 1968. Với những người mà thích những cái cây đàn Yamaha và với cái khung giá tầm trên dưới 30 triệu thì những cây đàn này cũng là một sự lựa chọn tốt, rất hay, âm thanh rất hay, lát nữa quý vị sẽ được nghe. Và tiếp theo đây là một cây đàn cũng chân hươu, rất đẹp. Và cây đàn này còn xuất sắc hơn rất nhiều, bởi vì cây đàn này có một cái màu vân gỗ cũng khá lạ, giống như cây đàn
màu cà phê mà tôi vừa giới thiệu trước đó. Nếu nhìn trực tiếp quý vị sẽ thấy rằng cây đàn này có một màu vân gỗ màu hơi hơi nâu. Đây, cây đàn này sản xuất năm 1981 và size là 132. Jolex. Jolex là một thương hiệu đàn ngoài dòng của Nhật Bản và nhiều quý vị liên tưởng đến cái hãng đồng hồ Rolex. Đây là KR88. Đây là một cây đàn Rolex sản xuất năm 1981 và có sử dụng ở bên trong này, nếu nhìn vào máy có thể thấy được những cái chi tiết ở bên trong là khá cao cấp. Ví dụ cái phần để giữ chốt dây ở đây. Đó, để giữ dây trước khi cài vào chốt cũng là định vị bằng cái khuy đồng nó có 3 lỗ rất là chuẩn, thường là xuất hiện ở những dòng đàn cao cấp. Thì ở cây đàn Rolex này đã có những yếu tố đó. Và rất đẹp, đây quý vị có thể nhìn thấy xa xa một chút cái màu sắc của cây đàn rất đẹp, vân gỗ rất đặc biệt, nó khác với màu nâu đỏ một chút. Và tiếp theo đây là một cây đàn cao cấp của những cây đàn ngoài dòng. Cây đàn này có size 1 mà tôi được ví như đây là một công chúa. Đây ạ quý vị, 1988, cây này là Bernstein, size là 1m21, rất phù hợp với những căn hộ có nội thất cầu kỳ và có căn phòng nó hơi nhỏ một chút. Đây quý vị có thể thấy rằng cây đàn này uốn lượn chân mèo rất đẹp, rất điệu. Đó, và như một cái video trước tôi đã giới thiệu về riêng cả một video giới thiệu về cây đàn này. Thì cây đàn này được cấu tạo và sản xuất bởi những chi tiết rất là độc đáo và tỉ mỉ, và âm thanh của cây đàn rất hay, và lát nữa quý vị sẽ được nghe. Và cây đàn này chắc chắn là sẽ có giá nhỉnh hơn những cây đàn ngoài dòng kia một chút. Và tiếp theo là một cây đàn cũng là Rolex, nhưng cây đàn này lại có màu đen. Có màu đen. Cây đàn này chân thẳng chứ không phải là chân uốn lượn, chân hươu như những cây đàn kia. Và đây là cây Rolex cũng là size 2, 1m27, sản xuất năm 1976. Còn rất đẹp, bóng loáng. Đó, màu đen, nhìn cũng giống như những cây đàn Yamaha, không khác gì nhiều. Và đặc biệt rằng những cây đàn mà chúng tôi nhập khẩu thì chắc chắn rằng cái phần máy đây hầu như từ nãy đến giờ quý vị nhìn đều phần chốt của nó màu trắng hết. Màu trắng hết. Và thời gian gần đây chúng tôi nhập được những cây đàn mà chúng tôi lựa chọn rất kỹ, những cây đàn phải là cao cấp. Phải là cao cấp. Thì chúng tôi mới nhập về, và chất lượng phải khi nhập về chúng tôi lại test một lần nữa, chất lượng phải đạt yêu cầu thì chúng tôi mới bán lẻ đến khách hàng. Chính vì thế những cây đàn mà khách hàng mua tại Tuấn Lưu Piano trong nhiều năm nay rất ít khi phải bảo hành. Chỉ có sử dụng, khách hàng sử dụng đến khoảng 2 năm hoặc trên dưới 2 năm thì bắt đầu mới phải lên dây đàn. Còn đâu tất cả những chi tiết bên trong đàn đều rất tốt, rất ổn định. Và tiếp theo đây nữa là một cây đàn màu cũng là nâu đỏ, nhưng nâu đỏ này màu ánh ánh đỏ rực hơn. Cây đàn này là Rosengrand. Ánh đỏ rực hơn những cây đàn kia. Chính vì thế nhìn cũng rất đẹp, rất bóng, vân gỗ quý vị có thể nhìn thấy vân gỗ của cây đàn. Đẹp lắm quý vị ạ. À, tôi nghĩ rằng với những cây đàn Yamaha mà có cái màu sắc như thế này thì tầm giá phải không thể thấp hơn dưới 80 triệu được. Đây là một điểm đặc biệt mà những người sở hữu những cây đàn ngoài dòng lại có cái ưu thế. Bởi vì nếu Yamaha thì chỉ có màu đen. Còn những cái màu như thế này Yamaha khá đắt tiền. À, tất nhiên là đây tôi nói về hình thức, còn khi so sánh về chất lượng thì chúng ta không thể so sánh được. Bởi vì những cây đàn Yamaha mà thực sự chất lượng tốt thì nó sẽ khác biệt hơn về phần máy, âm thanh, phần phím bấm. Tuy nhiên nếu những cây đàn Yamaha mà chơi quá nhiều thì chưa chắc đã vượt trội hơn những cây đàn ngoài dòng chất lượng còn tốt. Bởi vì tất cả những cây đàn này chúng ta sử dụng nhiều năm nay đều là những cây đàn đã qua sử dụng chứ không phải là đàn mới. Chính vì thế để đánh giá được một cây đàn đã qua sử dụng nó dựa vào rất nhiều yếu tố. Nhưng điều yếu tố quan trọng nhất đầu tiên đó phải là chất lượng âm thanh. Và tiếp theo là một cây đàn Aslat. Cây đàn này mang kích thước là size 2, chiều cao 1m27. Cây đàn Aslat này có màu đen, nhìn rất giống như những cây đàn. Đây quý vị có thể thấy rằng cái kích thước của nó so với cây đàn size 3 là nó thấp hơn, nó nhỏ nhắn hơn, nhẹ nhàng hơn. Atlas A11K. Đây là số series của đàn và chốt cũng màu trắng, tất cả đều còn rất đẹp. Máy bên trong rất đẹp.
Đó. Và những cái đàn này chúng tôi nhập về, chúng tôi đều rất hài lòng với chất lượng của những cái đàn. Và chúng tôi tự tin khi cung cấp cho khách hàng những cái đàn ngoài dòng. Chúng tôi tự tin với chất lượng đàn ngoài dòng của Tuấn Lưu Piano. Tôi bán những cái đàn ngoài dòng đẹp xuất sắc, đẹp nhất. Và sau đây xin mời quý vị sẽ nghe Mr. Tuấn Lưu test tiếp âm thanh của những cây đàn này mà tôi vừa mới giới thiệu tới quý vị. Và quý vị sẽ nghe, quý vị sẽ nhận thấy rằng mỗi một cây đàn đều có một cái màu sắc âm thanh riêng, nhưng tất cả đọng lại là chất lượng âm thanh nghe rất hay và dễ chịu.
Trên đây quý vị vừa theo dõi Tuấn Lưu Piano giới thiệu tới quý vị và các bạn một số cây đàn ngoài dòng mà chúng tôi vẫn thường nhập về và bán tới khách hàng. Quý vị lưu ý rằng tất cả những cây đàn bán tại Tuấn Lưu Piano chúng tôi đều chọn lựa rất kỹ, từ chất lượng bên ngoài, hình thức đến chất lượng bên trong máy, và quan trọng nhất chúng tôi vẫn đánh giá cao nhất của một cây đàn đó là chất lượng âm thanh. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị khi lựa chọn một cây đàn, hãy lựa chọn một cây đàn nó xứng đáng với số tiền quý vị bỏ ra. Cho dù nó là một cây đàn có tầm giá ở phân khúc đàn ngoài dòng trên dưới 30 triệu hay là những cây đàn cao hơn nữa, thì chúng tôi cũng mong muốn quý vị lựa chọn được những cây đàn có chất lượng tốt nhất. Và khi đến với Tuấn Lưu Piano thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng, đặt niềm tin vào Tuấn Lưu Piano. Chúng tôi sẽ lựa chọn cho quý vị những cây đàn có chất lượng tốt nhất. Và nếu khi nào quý vị đến mà chúng tôi không có đàn thì chúng tôi cũng hẹn quý vị chờ công đàn tiếp theo, chứ không phải có cây đàn nào là chúng tôi bán cho quý vị cây đàn đó. Mà khi định bán cho quý vị cây đàn nào, chúng tôi phải xem chất lượng có đạt yêu cầu hay không. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của Tuấn Lưu Piano. Tuấn Lưu Piano, kho đàn chuyên piano cơ lớn nhất miền Bắc. Không cam kết bán đàn piano cơ giá rẻ nhất, nhưng chúng tôi cam kết bán đàn piano cơ đã qua sử dụng từ Nhật Bản, có chất lượng tốt nhất.